Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức Tinh Túy. Nhớ ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, có một chàng trai Việt cùng nhóm bạn chế tạo mô tô, siêu xe từ bìa cartoon và những vật liệu khác. Quý vị và các bạn thân mến, với niềm đam mê ô tô xe máy, Vũ Văn Nam cùng nhóm bạn cùng quê đã tạo ra hàng loạt mẫu siêu xe, mô tô phân khối lớn từ phế liệu, bìa cartoon và gây chú ý với các trang thông tin ô tô xe máy trên thế giới. Những ngày gần đây, các mẫu siêu xe, mô tô phân khối lớn làm từ phế liệu, bìa cartoon của chàng trai trẻ Vũ Văn Nam và nhóm bạn cùng quê Quảng Yên, Quảng Ninh đã thu hút sự quan tâm của các báo điện tử, trang tin chuyên về ô tô xe máy trên thế giới. Lần lượt trang Cascus, Moto1, Autoblog của Mỹ hay trang tin AutoTrade của Canada đều dành sự quan tâm, đăng tải các mẫu mô tô phân khối lớn như Ducati Panigale V4 SBMW S1000RR, Kawasaki Ninja H2, Yamaha IZF-R1, hay siêu xe Lamborghini Aventador, Bugatti Chiron, Ferrari FXXK, được tạo ra từ vật liệu bìa cartoon hoặc những vật liệu khác của nhóm bạn trẻ Quảng Ninh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhóm thiết kế tạo ra những mẫu siêu xe đình đám này có tên là Nhét TV, gồm 4 thành viên ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Hầu hết các bạn đều mới chỉ vừa học hết cấp 3. Thưa quý vị và các bạn, chàng trai trẻ Vũ Văn Nam năm nay mới 20 tuổi của Nhét TV cho biết, chúng em đều chỉ học hết cấp 3 và ở nhà phụ giúp công việc cho gia đình. Vì cũng đam mê ô tô, mô tô phân khối lên nên các bạn rủ nhau làm những mẫu xe mà mình yêu thích từ bìa cartoon và những phế liệu có thể sử dụng được. Bắt đầu từ hơn 1 năm trước, chiếc xe đầu tiên mà Nhét TV tạo ra là Ducati Panigale V4S với phần khung lấy từ một chiếc xe đạp và kiểu dáng xe phần lớn làm từ bìa cartoon. Đặc biệt, chiếc siêu xe Ferrari FXXK làm từ bìa cartoon mà Nam cùng nhóm bạn tạo ra còn có hệ thống đèn và có thể vận hành khi được lắp động cơ 110 công suất lấy từ chiếc xe máy Honda Way Alpha. Ngoài ra, Nam và các thành viên trong nhóm Nhét TV còn tạo ra các mẫu xe khác như BMW S1000RR, Kawasaki Ninja H2, Yamaha IZF-R1 hay siêu xe Lamborghini Aventador, Bugatti Chiron. Để có nguồn thu, Vũ Văn Nam và nhóm bạn cùng quê đã lập cả kênh YouTube có tên Nhét TV để đăng tải những mẫu xe được do nhóm tạo ra. Đến nay, kênh này đã có gần 80 triệu lượt xem. Nam cho biết, số tiền thu được từ YouTube được nhóm sử dụng để mua vật liệu thực hiện những mẫu xe mà nhóm đang ấp ủ dự định. Hiện tại, Nam cùng các thành viên của Nhét Trà Vinh đang thực hiện dự án mô phỏng lại chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVG bằng bìa cartoon nhưng vẫn có thể vận hành được. Theo Nam chia sẻ, mẫu xe này sẽ được trang bị động cơ lấy từ xe máy, phần vỏ xe thay vì làm từ bìa cartoon, nay đã được gia cố thêm vật liệu thạch cao để tăng độ chắc chắn. Đó là đôi nét về Nhét TV mà tin tức Tinh Túy cập nhật được để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.